kinh doanh là Vâng. Kiếm Phan Sikmita đến với Pháp hội lễ bái tam bảo thọ trì quy giới. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 246. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ơn Đức Tam Bảo. Ratanatayasawandami Buddho rằng tất cả cái này giác cần thì giác ngộ pháp màu ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng thoát ly phiền não trói trăng tối thượng giáo chủ trí năng vô lượng tử đế ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo dân lương phát trần con xin đảnh lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường tham mô có đi bồ viết tá xuất sắc tu nô lô ca nó mình thá sơ vi nà ca rô cô sắp và nhu bút thoát ca tí phu tí ca tô văn đà mất hành tầng nó ra phù cha này gia cần pháp bảo với như anh vàng như là soi sáng vẹt màng vô minh phá tan lầm lạc chúng sinh đầy dòng Phật tổ con minh rõ ràng con xin là lễ Phật quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường sằng khô với số thô số các tác số sao bất cô thích khà số ca mô quá rất phòng mắt xích khắc cô niên đà bất sằng xà đi à đá rồ quá rồ hoành đà mất hành tầng nó ra phù cha này giác cần tăng bảo trung văn Phật Đà tâm học môn rõ để mà thoát thân các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa thiện pháp phàm nhân ai bị con xin lãnh lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường cần hát tế vào về nó sẽ cho con tấm hồ hành con nhờ được vị danh hộ con học các thành quả cao nam mô bụt hà nha dương ân đức tâm bảo đã xong bây giờ chúng ta bước vào bài học này hôm nay câu Phật 6 câu đầu tiên vô mati ba mati e ti yo ba na mati em chúng ta có yo ba te ti là hai. Bây giờ chữ nghĩa của những từ này yo đây là một đại từ do đại từ giá. Nhưng mà ở đây giá biến thành vô trong hình thức chủ tử và tham án tí thì vô là người nào kẻ nào nào rồi sa thủ Thích Như Quang hôm nay sức khỏe của Thích Như Quang thế nào ha? Chắc cũng cũng không được ổn lắm ha. Cố lên cuộc sống ở những sự thăng trầm lúc khỏe lúc bệnh
Nhưng mà chúng ta ăn trụ được trồng pha thì cảm thấy nó nhẹ hơn. Vô gia cao người nào hoặc bài chữ thứ hai ma ti bà tề tị ma à na ma bà tề tị à bà na ma ti bà tề tị. Ở đây chúng ta thấy coi như hai từ đi chung với nhau ha. Chữ ba năng, ba năng cộng với áp tí ba tề tí, hai chữ ba năng nó dính liền với áp tí ba tề tí. Chúng ta thấy mất cái nút rồi ha. Chữ ba năng do cái từ ba ná, ba ná là một danh từ nam tính, Akranta Pumlinga. Và chữ ba ná này được chia theo đối cách số ít đối tỷ giá vì phát tí ê cao quá trình á, cho nên ba ná biến thành ba năng. Ba năng có nghĩa là mạng sống, cũng có nghĩa là hơi thở, cũng có nghĩa là sanh chủng nè, chữ ba năng ha. Ba na nút sạch tí tức là niệm và hơi thở, thì chữ ba năng này cũng có nghĩa là hơi thở, cũng có nghĩa là mạng sống, cũng có nghĩa là sanh chủng. Rồi cái từ dính liền theo nó ati ba tề tí, ati ba tề tí, cái động từ này động từ ba tề tí có nghĩa là rơi ngã giết hại hủy hoại, hay là bà tê tí còn có nghĩa là sát sanh ha. Tiếp là ngữ a tí ở phía trước có nghĩa là quá rắc, quá rắc, và căn ngữ của động từ ba tê tí tức là căn ngữ bát bát tắc tí, động từ là ba tắc tí. Như vậy thì a tí ba tề tí là giết hại, là sát sanh, là hủy hoại. Vậy thì ba na ma tí ba tề tí là giết hại sinh mạng, giết hại chúng sanh. Bà na ma ti bà tề tí giết hại chúng sanh. Và câu đầu tiên này vô bà na ma ti bà tề tí, kẻ nào giết hại sinh mạng, kẻ nào giết hại chúng sanh. Bây giờ chúng ta đi qua câu số 2 ha. Musawadanchapasati, Musawadanchapasati, Musawadanchapasati. Câu số 2 chúng ta cũng thấy có hai từ Musawadanchya là một, Pasati là hai. Chữ Musawadanchya do ba từ cộng lại là Musa, rồi chữ qua đá, qua đá, qua đăng, và chữ chá nữa. Chữ mú sa đây là một trạng từ có nghĩa là dối trá, sai trái, dối trá sai trái.
rồi chuyển qua đằng, qua đằng do cái từ qua đá. Qua đá nó là một danh từ nam tính, ác răng tóc cung rình ga. Chữ qua đá ở đây, ở đây nó được chia theo đối cách số ít, đô tỳ giá quy pháp tí ê cao quá trình a, cho nên chữ qua đá biến thành qua đằng. Qua đăng có nghĩa là lời nói, qua đăng là lời nói. Rồi cộng thêm chữ chá có nghĩa là và, chữ chá và. Vậy thì ngôi sao qua đăng chá cho chúng ta ý nghĩa và lời, và lời ơi, thì là lời nói sai trái dối trá. Đây là đúng rồi, lời lời dối trá, và lời dối trá ha, và lời dối trá. Chị nói là do chữ pha sạch tí ở sau cái động từ, động từ pha sạch tí có nghĩa là nói. Đây là một cái động từ số ít. Như vậy thì câu số 2 này ha, mu sa hòa đành cha pha sạch tí và nói lời dối trá, và nói lời dối trá, ý nghĩa câu số 2. Câu số 3, lô kê a-đình-na ma-đi-ya-ti, lô kê a đình na ma đi gia tí, lô kê a đình na ma đi gia tí. Câu số 3 cũng có hai từ, lô kê là một, a đình na ma đi gia tí là kê cái từ lô ca. Cho nên Adinna biến thành Adinnang. Adinnang là vật không được bỏ, vật không được cho. Rồi Adiyati, Adiyati, chúng ta thấy tiếp từ ngữ A ở phía trước,
có nghĩa là gần hướng về xung quanh, gần hướng về xung quanh. Và đi già tí, đi già tí do căn ngữ đa, có nghĩa là cho, đa ná, đa tí. Vậy thì chữ a đi già thì có nghĩa là lấy, tự mình lấy, tức là không cho cũng lấy. Là nó lọt vào mắt xanh rồi, tâm tham khởi lên thì coi như là cha mẹ cản cũng không được nữa. Để kính thì rinh, mà để hở là rinh à, tức là tự mình lấy. Như vậy thì cái câu số 3, Adinna ma đi già tí, Adinna ma đi già tí, tự mình lấy cái vật mà không được cho ha. Tự mình lấy cái vật mà không được cho. Nhưng mà có chữ lô kê nữa, lô kê Adinna ma đi già tí có nghĩa là ở đời lấy vật không được cho. Thôi ha, người ta không cho cũng chung chĩa. Tức là cái câu này áp dụng cho những người nào có bàn tay nhám nhúa. Lô kê a đình na ma đi gia tí, ở đời lấy vật không được cho nha. Rồi xong số 3 ha. Rồi tới câu số 4. Parada ran jagat jati, Parada ran jagat jati, Parada ran jagat jati. Câu số 4 cũng có hai từ. Parada ran ja là một, gat jati là hai. Chữ Parada ran cộng với cha. Chữ para có nghĩa là khác, còn chữ đa răng do cái từ đa ra. Đa ra là một danh từ nữ tính, akaranta ithilinga, đa ra có nghĩa là vợ, người bạn đời. Chữ đa ra là một danh từ nữ tính ha, thì nữ tính thì nói về vợ, còn nam tính thì nói về chồng. Đây là nữ tính cho nên đa ra là vợ. Nhưng mà chữ đa ra ở đây nó được chia theo đối cách suy, cho nên đối cách suy là đu tỷ gia quy phát tí hay có quá trình á, cho nên chữ đa ra nó biến thành đa răng. Rồi chữ đa răng này cộng thêm chữ chá nữa, chữ bà nữa, cho nên chúng ta thấy cái nút ruồi nó mất tiêu đi. Thêm chữ n có vô ngã, n có vô ngã. Parada rành cha, Parada rành cha, và vợ của người khác, và vợ của người khác. Ý nghĩa chữ Parada rành cha, chỉ là rằng para cha. Rồi rồi bây giờ tới cái động từ gắt chặt tí. Động từ gắt chặt tí, động từ số ít, có nghĩa là đi đến, đi đến. Ví dụ tôi đi đến thì gacchami, chúng tôi đi đến gacchama,
cái chữ này chúng ta thường hay tụng đọc trong tam quy: Bụt thăng sa năng gá cha mi. Nhiều người đọc gá cha ma, nguyên gốc của nó là gá cha tí, động từ đi ha. Như vậy thì cái câu cuối cùng này ha, Parada ran cha gá cha tí, da ran cha gá cha tí, và đi đến với vợ của người khác, và đi đến với vợ của người khác, và đi đến vợ của người khác. Rồi, như vậy thì kỳ cầu Phật ngôn 246 chúng ta cũng đã tìm ra ý nghĩa từ vựng xong ha. Bây giờ gom lại: cái nào giết hại sinh mạng và nói lời dối trá, ở đời đây vật không được cho và đi đến với vợ của người khác. Cái nào giết hại sinh mạng và nói lời dối trá, ở đời đây vật không được cho và đi đến với vợ của người khác. Nội dung của Phật ngôn 246 được Ngài Hòa Thượng Giới Đức phổ thơ hôm nay rất là ngắn gọn, chỉ có hai câu à. Kẻ nào vọng ngữ sắc sanh, trộm của thiên hạ đành hanh vợ người. Kẻ nào vọng ngữ sát sanh, trộm của thiên hạ đành hanh vợ người. Lão mới nghe cái chữ đành hanh ha. Quý vị hiểu đành hanh là thế nào không? Nghe mà không hiểu à, hôm nào gặp Ngài Giới Đức hỏi. Thấy cái chữ đành hanh không? Giới Sư Kim là gặp Ngài Giới Đức hỏi liền chứ gì, ngại gì, thắc mắc thì hỏi chứ có gì đâu. Đấy, cái từ này là cái từ của địa phương ở Huế, cái từ địa phương chứ cũng ít có phổ biến rộng ở miền Nam hoặc là miền. Cái nào vọng ngữ sắc sanh, trộm của thiên hạ đành hanh vợ người. Nói tiếng Huế khó nghe, nói là nào tiếng thế này thì gọi là tiếng Huệ. Rồi bây giờ Ngài Hòa Thượng Minh Châu, Ngài Hòa Thượng Minh Châu là Huế Thứ Thiệt á, Ngài như gốc Quảng Trị chứ cũng không phải Huế nữa. Ai ở đời sát sinh, nô láo không chân thật, ở đời lấy không cho, qua lại với vợ người. Ai ở đời sát sinh, nói láo không chân thật, ở đời lấy không cho, qua lại với vợ người. Lời dục của Ngài Hòa Thượng Minh Châu nó rõ từng câu ha. Còn Ngài Hòa Thượng Giới Đức thì coi như hôm nay lại tóm tắt ngắn gọn chỉ có hai câu: kẻ nào vào ngữ sát sinh, sát sanh, trong quốc thiên hạ đành hanh vợ người. Còn Ngài Hòa Thượng Minh Châu, ai ở đời sát sinh, nói láo không chân thật, ở đời lấy không cho, qua lại với vợ người. Rồi, bây giờ chúng ta có thắc mắc gì về từ vựng không? Ý nghĩa của từ vựng. Thôi, không có ý kiến nghĩ cọ gì hết ha. Vậy thì chúng ta đi vào bài học ha. Câu đầu tiên, chúng ta tìm hiểu trường âm và đoạn âm ha. Vô bà nam tị bà tề tị, vô bà nam tị bà tề tị, vô bà nam tị bà tề tị.
Câu này có được bao nhiêu chữ, bao nhiêu âm từ? À, tạm tạm thì dùng nguyện à, hôm nay sao đánh tay lẹ mắt à, 6 trừ 1 mà sao bằng 8 à, hả? Chứ chúng à, 76 trừ 1 à, bằng 8, về thiệt. À, cái nào người nào bố lại cho The Man hả? Rồi, cái The Man thấy đồng ý chưa? Ủa, mà cũng tham gia chiến đấu luôn hả? À, vô bà năm mắt tà tề tị có tám âm từ ha. Thôi sao tôi xích nhiều quá. Hay làm việc mà rất là công tâm. Thế theo lời cầu, yêu cầu là lặp lại ngay. Rồi đồng ý chưa khi comment. Hay xích nhiều quá à, bốn lần chưa. Rồi không cảm ơn gì, dạ nữa chứ, đáng lẽ phải vòng tay cảm ơn cúi đầu đối với Xích Như Quang à, đây dạ cái rồi à, xong rồi xíu nữa lên cầm mic ha, xíu lên cầm mic cái mũ nó dính cho coi. Rồi cái câu này có bao nhiêu trường âm đây bà con ơi, câu số 1 bao nhiêu trường âm? À, Sư Kim nói bốn, Sư Trung Nguyễn cũng bốn trường âm à, trong bốn trường âm này ha, vô là một, ba là hai, ba là ba, t là bốn, trong bốn trường âm này thì nó về là trường âm nào? Trường âm trường nào mà trường âm tt, làm gì có trường âm tt bà con, trường âm mà làm gì có trường âm tt à, thông thường thông thường à, à đó chứ giờ mẹ nó thường thôi chứ không có thông. Vậy thì cái câu số 1 là câu chúng ta thấy để chỉ có một loại trường âm, trường âm mà một loại trường âm nó được thể hiện qua trường âm thông thường ha, à, thể hiện âm thông thường, trường âm thông, trường âm thông thường chữ ba là một trường âm thông thường. Vậy đề à, như chúng ta là vì cái mạng sống này thì mà phải sát sinh, phải giết duy tồn à, là cái giáo và sa tỷ mua sao giao phà sa giao phà chữ mú là chữ chá là hai nè, chữ xá là ba nè, chữ tý là bốn à, câu trên hỏi về trường âm thì câu dưới nó hỏi về đoạn âm,
Trong những trường âm trong câu số 2 nó gồm bao nhiêu loại trường âm? Nó gồm bao nhiêu loại trường âm? Chị Kim, chị Dung Nguyễn nói rằng hai trường âm. Vậy thì chúng ta tìm hiểu hai trường âm đó là hai trường âm nào? Trường âm thông thường có được bao nhiêu? Trường âm thông thường có được bao nhiêu? Chị Dung Nguyễn, chị Kim nó có ba. Đó là chữ sa, chữ hoa và chữ phạt ha. Có ba trường âm thông thường. Trường âm đọc theo giọng nguyên âm có được bao nhiêu? Trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ngôi sao chị Trung Nguyễn bí cái này là ha. Tìm không ra hả? Dễ ợt vậy mà tìm không ra hả? Thầy tìm ra thì nó không có, tìm ra thì cho số không. Trời ơi dễ ợt. Rồi trường âm nhắn có được bao nhiêu nè? Trường âm nhắn có được bao nhiêu nè? Con một ha. Đó chính là chữ đanh. Còn còn những cái vị khác coi như là bí nè, nhất là Sika and the Man nè, thấy mở mắt rồi. Nghĩa là Sika Như Quang đưa lên câu số 1 là thấy bị rối rồi ha. Rồi bây giờ thấy câu số 2 nè là thấy cũng chịu hết rồi. Thôi bây giờ Sika and the Man phân tích lại câu số 2 ha. Tham gia với bà con vui vui chứ ai để mình xích kim xích Dung Nguyễn lên là quậy vậy đâu được ha. Rồi bây giờ phân tích coi đúng hay là sai. Alo, dạ chắc con sai quá. Cái câu này có Musa và Đàn chắc và Sati, còn cái chữ chữ mu là đoạn âm, chữ sa là trường âm thường, chữ va là trường âm thường, chữ đa là trường âm, chữ đa là đoạn âm bù xoan, và nó là có chữ nở làm sao vậy? Nó là trường âm nhấn, và chữ chá chá là đoạn âm, chữ pha là trường âm thường, chữ xá là đoạn âm, chữ tý là đoạn âm. Dạ con xin hết. Alo, Superman có người tán thán ha, tặng bông hoa rất nhiều, và còn khen nữa, cô rất giỏi, lại đọc hay. Bây giờ xin chung Nguyễn ha, bắt chước coi đọc có giỏi, có hay như là Superman không này. Câu số 2, alo, đọc làm sao mà giỏi mà hay như Superman như vậy đó. Mình khen người ta để rồi người ta khen lại, có qua có lại mới tỏi lòng nhau. 1 2 3 cầm mic nè. Dạ, con kính đảnh lễ ơn Đức Ba Ngôi Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con kính chào quý cô chú các anh chị trong đạo tràng ạ. Dạ, con khen của cô Thêm Mẫn là con khen thiệt á. Con thấy cô đọc rất là hay. Mặc dù là nói là con mới vào cuộc vào rừng. Mà cô đọc nhanh rồi chuẩn đó. Chỉ có phân tích thì cô hơi hơi ấy một chút thôi, nhưng mà cô không phải là cổ học rất là giỏi. Dạ con tháng dạ con xin cảm ơn cô Kim, cô Như Quang, cô Thê Mẫn đã cho con biết tín hiệu ạ. Dạ con xin phép và nhắc lại cái câu số 2. Dạ Musa Hòa Đằng Chát và Xá Tý,
Mú sa hòa đằng chá phà xá tý. Dạ, trong câu này thì mú là đoạn âm, sa là trường âm thông thường, hòa là trường âm thông thường, đằng là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, phà là trường âm thông thường, xá là đoạn âm. Dạ, trong câu này có ba đoạn âm, đó là mú, chá, dạ bốn đoạn âm ạ, mú, chá, xá, tý, và có trường âm thông thường là có, dạ trường âm thông thường là có ba, và có một trường âm nhấn đó là chữ đăng. Dạ, con đã phân tích xong rồi ạ. Dạ, không biết con có sai cái chỗ nào đó không, nhiều khi con nghĩ như vậy nhưng mà cái miệng của con nó đúng là không có chánh niệm, cho nên là nhiều khi nghĩ thì đúng mà nói thì sai. Dạ, con xin dâng đức đến cho ngài. Dạ, con có sai thì xin ngài chỉnh sửa giúp cho con ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Alo, sư Trung Nguyễn, khen Sister Man ha, đọc nhanh, đọc hay, nhưng mà dở một chút. Còn không biết hai sư Trung Nguyễn dở chỗ nào đây mà thấy ai cũng tặng bông hoa thế này. Đây, câu số 2 này cũng còn nghi vấn. Mời sư Kim, tặng bông hoa người ta nhiều quá làm người ta rối ha. Rồi bây giờ sư Kim phân tích câu số 2 sao đây để cho Sister Man nè, Thích Dung Nguyễn nhận định chứ cái tặng hoa không mà đâu không lên đọc thì ai biết rằng đúng hay sai. Rồi sư Kim chuẩn bị ha. Con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Còn phần hai cô làm đúng rồi, chỉ cô domain thôi, đọc nhiều khi cô đọc nhanh quá không phân biệt được trường âm đoạn âm thôi. Cô cũng phân tích xong, cô Dung cũng phân tích xong được, hai người lên vậy thì đủ rồi sư, mấy người kia đâu ai lên đâu, con ai còn muốn ai lên là còn tặng quà hết ráo trời luôn qua trường rồi sư. Là phân tích đi, còn nói nhiều nó mỏ nhỏ, thế nào sư cũng nói trong bụng sư vậy rồi. Thôi con phân tích đi. Phân tích câu số 2 của Kinh Pháp Cú, câu 246. Cười, đồng em cười. Mú sa hòa đành chấp hà sát tí. Mú sa hòa đành chấp hà sát tí. Mú là đoạn âm, sa là trường âm thông thường, hòa là trường âm thông thường, đành là trường âm nhắn, chá là đoạn âm, pha là trường âm thông thường, xá tí là hai đoạn âm. Câu này chỉ có hai loại trường âm thôi, trường âm thông thường và trường âm nhắn. Trường âm thông thường có ba là sa, wa, pha. Trường âm nhắn có một là đanh. Đoạn âm có bốn, mú, chá, xá, tí. Dạ, hết rồi. Dạ, con thấy hết rồi đó. Mấy bài này cũng đơn giản, nhiều chữ. Nguyên con thấy nguyên cái câu này không, bốn câu không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tại nó không có một ruồi sao. Con xin trả máy đây à. Alo, 1 2 3 1 2 3. Câu số 2 ba người phân tích, nhưng mà chị Kim mà khi phân tích á thì đang chú ý cái nickname cánh buồm quê hương. Năm mới kính chúc quý anh chị chân cứng đá mềm, cho nên không nghe Sư Kim phân tích câu số 2. Riêng câu số 2 này á, Thích Tờ Man ha, chữ đanh đọc là chữ đá, thiệt là đanh đá thiệt. Rồi Sư Kim Dung Nguyễn, mú sa đọc là mú sa hoa đành chả, tức là mỗi người một vẻ. Tức là khi mà sư Trung Nguyễn chê Sister Man đọc nhanh giỏi nhưng mà dở chút chút, có nói là phân tích dở chút chút, rồi chính mình sao?
mu sa hoa đanh chá, nhưng mà đọc mu sa hoa đanh chá. À, ở đây không phải là chỉ trích Nga, không phải là nói xấu, mà chỗ nào sai là nói toạc móng heo à. À, không có thiên vị. À, cho nên quý vị đừng có tự ai ha, đừng có mắc cỡ, bởi ai thấy mặt đâu mà mắc cỡ. À, có ai thấy mặt đâu. À, thấy thấy từ mai nè đưa lên ba cái mặt mà còn lấy tay che nữa, ai dòm mặt đâu mà mắc cỡ. À, cho nên quý vị, tại sao phải có người thứ ba để làm chứng đúng hay sai, gọi là tam nhân đồng hành, tất ngã hữu sư, trong ba người phải có một người đúng để hòa giải ha. Rồi như vậy thì câu số 1, câu số 2 thông qua được chưa? Nó dễ mà khó, khó mà dễ ha. Thì câu số 1, câu số 2 sau khi phân tích xong, giọng đọc của chúng ta sẽ liên lạc với nhau ha. Yo ba namati ba te timusa wa dan japa sati. Yo ba namati ba te timusa ha musa wa dan japa sati. Yo ba namati ba te timusa wa dan japa sati. Rồi hai câu này còn ai rắc rối không? Im ru. Rồi thôi qua câu số 3 ha. Lô kê a din na ma di ya ti. Lô kê a din na ma di ya ti. Lô kê a din na ma di ya ti. Câu số 3 có bao nhiêu âm từ? Có bao nhiêu âm từ? À, câu này quý vị nói có tất cả là 9 ha. À, 9, lô là 1, kê là 2, a là 3, đinh là 4, na là 5, ma là 6, đi là 7, giá là 8 và tí là 9. Trong câu số 3 này có bao nhiêu trường âm? Có bao nhiêu trường âm? Sĩ Kim, Sĩ Trung Nguyễn, Sĩ Tâm An, à, biết rồi ha. Sĩ Tâm An à, cũng bắt chước người ta. À, có 4 trường âm, lô 1, kê là 2, đinh là 3, ma là 4. À, 4 trường âm. Trong 4 trường âm này, nó nằm trong bao nhiêu loại trường âm? Nằm trong bao nhiêu loại trường âm? Nhìn không thấy anh. À, nhìn không thấy để phân tích nhìn thấy à. À, thì Sĩ Tâm An câu số bây giờ tìm trường âm tìm cũng không ra nữa. Rồi lên phân tích. Hello. Dạ, câu số 3 là chắc gì? Biết định giá đi, chữ lô là trường thường, chữ thường, chữ á là đoạn âm, đinh là trường âm, nhấn, chữ ná là đoạn, chữ nó là đoạn âm thường, chữ đi là trường, là đoạn âm, chữ giá là đoạn âm, chữ tí là đoạn âm. Dạ con xin hết. Alo.
Fisherman, thầy ta ủng hộ dữ ha. Chị Trung Nguyễn, chị Kim nè ha. Bông hoa quá đẹp. À, đọc từ từ. Đọc lẹ quá. Đọc lẹ mà còn nhanh nữa chứ. Chứ đâu phải lẹ mà nghe rõ đâu. Đọc lẹ mà còn nhanh nữa. À, chỉ có hai em thôi à. À, như vậy thì quý vị thấy coi như tặng bông tặng hoa như vậy thì chính xác rồi. Bây giờ tiến bộ hơn cái câu số 2 hồi nãy á. Câu số 2, câu số 1. Ê! Là đó ông chồng á. Thế nào đó? Thuộc đó. Rồi, tiếp tục nha. Câu số 3 phân tích như vậy còn gì để mà nói nữa. Lô kê a đình nam ma di gia ti. Lô kê a đình nam ma di gia ti. Chính xác, trường âm thông thường có 3, lô kê ma. Trường âm nhấn có 1 là chữ đình. Rồi, như vậy là chính xác câu số 3. Bây giờ còn gì để mà nói nữa? Đúng quá rồi, còn gì để mà nói? Thôi bây giờ qua câu số 4. Barada ran jagat jati. Barada ran jagat jati. Barada ran jagat jati. Câu số 4. Có tất cả bao nhiêu trường âm? Đoạn nào? Đúng không? Bao nhiêu trường âm bà con ơi? Có 3 trường âm hả? Chị Đà, chị Ranh, chị Gáp. 3 trường âm chính. Bao nhiêu trường âm nhắn? Hỏi bao nhiêu trường âm nhắn chứ không có hỏi con chó tên gì nghe. Có 2 trường âm nhắn. Có 2 trường âm nhắn. Chữ Ranh là 1, chữ Gáp là 2 ha. Ồ, hay quá, hay quá. Bao nhiêu trường âm đọc theo giọng nguyên âm? Ủa, không có hả? 20 luôn, dữ vậy? Chị Dung Nguyễn, 20 là cái gì đây? Trường âm đọc theo giọng nguyên âm là sao có mà tới 20 luôn. Rồi, bao nhiêu trường âm thông thường? Thông thường nghe, chứ không phải nói trường âm thường á. Bao nhiêu trường âm thông thường? Rồi, chị Trà Man chỉ thấy trường âm thường thôi chứ không thấy thông thường ha. Câu 1 ha. Rồi, trong sự phân tích này thấy chị Trung Nguyễn thấy bị rối rồi, bị phân tâm. Con số 20 này là con số nghi ngờ. Rồi, lên phân tích câu số 4. Chị Trung Nguyễn ơi, dạ con kính định lễ sư chú Đức ạ. Ô dạ không phải đâu, tại vì cái máy của con là muốn trả lời một cái tin là phải xóa cái tin trước đi, nhưng mà lúc nãy con chưa kịp xóa cái con bấm vô cái nó nhảy lên luôn á. Dạ. Dạ con xin phép phân tích lại cái câu số 4 ạ. Bá ra đà nằng chá gác chá tí. Bá ra đà rằng chá gắt chá tí. Bá ra đà rằng chá gắt chá tí. Dạ, trong câu này á, dạ có tất cả là 8 từ. Thì trong đó có 2 loại trường âm. Một là trường âm thông thường, đó là chữ đa. Còn 2 trường âm nhấn, đó là chữ răng và chữ gắt. Dạ, còn lại là đoạn âm là bá, rá, chá. Chá tí. Dạ như vậy thì trong cái con đã phân tích xong rồi á. Dạ con không biết là khi con đọc như vậy không biết có bị sai sót ở chỗ nào, con kính xin sự chỉnh sửa giúp cho con ạ. Dạ con xin cho mít giao mít đến chân hài.
Nam mô Bổn Thầy dạ. Alo, có phe ta ủng hộ rồi, Sĩ Kim nè, Sĩ Tùm An nè, ủng hộ ba cành hoa rồi còn nói đúng nữa, cho chắc ăn ha. Vậy còn gì để mà nói nữa. Rất là tuyệt vời. Parada rằng cha gắt cha ti. Như vậy thì quý vị cũng đã hoàn tất. Trước khi chúng ta ôn lại câu Phật ngôn số 4. Đô kê a đình nam ma ti pa ra đà ran cha gat cha ti. Quý vị chú ý ha. Năm cái đoạn âm nó đi liền nhau. Khó đọc chứ không phải dễ. Đoạn âm đi liền với nhau thì chúng ta không nên ê a chỗ này ha, mà chúng ta phải đọc nhanh. Kê a đình nam mà đi ra tiếng ra đà chỗ đà mới được kéo dài nha. Lô kê tình nam mà đi ra đà rằn cha ga ti. Lô kê ra ti pa ra đà ra ti kê á đình nam ra đà rằn cha ga. Chỉ có hai câu thôi mà đọc nghe nó cũng hơi khó khăn rồi. Cho cái này và hù nha, bây giờ lên đọc từng người coi sao. Bây giờ theo thứ tự nè, chiếc giùm man ở giữa và chiếc kim cuối cùng. Câu số 3, câu số 4, lô kề nam mà đi ra đàn cha ga cha ti đọc đây hơn như vậy đi ha. À, dạ. Một lần nữa con kính lên tam bảo chú đức. Dạ con kính chào các cô chú trong đạo tràng. Dạ cái đọc rất là nhiều. Bây giờ nó có đến những 4-5 cái đoạn. Chỗ này là con chắc là bị gồm. Dạ con cảm ơn cô Như Quang để cho con biết tín hiệu ạ. Ok Adin Lô kê mà đi ra ti bằng
cố gắng đi ha, bởi vì nó khó mà chúng ta vượt qua được. Mà nơi đoạn âm mà chúng ta nói bậy không ha, nơi đoạn âm mà chúng ta vượt qua được thì giọng đọc mình nếu mà đều với nhau đọc là tin nam ma di gia ti pa ra đà gần cha ga cha ti rồi ô xin mê ta hồi nãy giờ quên ha, xin mê ta có công việc phải đi rồi. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại từ trên xuống dưới nè. Yo ba nam ti ba tê sa hoa đành cha pha sa ti lô kê a đình na ma ni ya ti pa ra đà rành cha ga cha ti. Câu số 2 nó là đoạn âm, cho nên quý vị mệt nghỉ phải tìm trường âm mà nghỉ, chứ không có nghỉ nơi chỗ chữ tí đó ha. Còn nếu quý vị mà có nỗ lực thâm hậu thì đọc liền một hơi ha. Yo ba na ma ti ba te ti mu na wa dan cha pha sa ti lo ke a din na ma di ya ti pa ra da ran cha ga cha ti. Yo ba na ma ti ba te ti mu sa wa đành cha pha sa ti lô kê a đình na ma di ya ti ba ra đà rành cha ga cha ti. Đọc thêm lần nữa ha. Yo ba na ma ti ba te ti mu sa wa đành cha pha sa ti lô kê a đình na ma di ya ti ba ra đà rành cha ga cha ti. Ai ở đời sát sanh nói láo không chân thật, ở đời lấy không cho qua lại với vợ người. Rồi xin mời bàn tay của quý vị. Con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Con xin đọc câu Pháp Cú 246. Cảm ơn cô Như Quang. The man 45 and Dung Nguyễn 761. Chị đang nghe gõ, ba người nghe gõ, chắc âm thanh rất là rõ đó. Vậy phải đọc cho gõ, còn nếu không gõ là chết. Nhớ nghe không được dừng ở đoạn âm. Nói năm đoạn âm liên tục phải đi đọc lưu lại, không được ngừng chỗ đoạn âm. Nhớ nghe chưa? Nói người ta mà mình cũng bị nữa. Dạ hi nè. Đi từ từ đọc thôi. Yo ba namati pa te ti mu sa wa dan cha ba sa ti lo ke a din na ma di ya ti pa ra da ran cha gat cha ti. Yo ba namati pa te ti mu sa dan cha pa sa ti lo ke a din na ma di ya ti pa ra da ran cha gat cha ti. Yo ba namati pa te tí mú sa hòa đành chấp hà sát tí lô kề a đình na mà đi giá tí phá ra đà rành chá gắt chá tí. Đọc lần nữa không biết cái chủ ngừng chút tí không ta, bảo ngừng chạy qua liền mà. Dô bà na ma tí bà tề, dô bà na ma tí bà tề, tí mú sa hòa đành chấp hà sát tí lô kề a đình na mà đi giá tí phá ra đà rành chá gắt chá tí. Ai không có ngừng chỗ nào hết trơn. Sao không thấy sư cho vậy ha? Ai ở đời sát sanh, nói láo không chân thật, ở đời lấy không cho qua lại với vợ người. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sau đây là bản dịch của sư Sở Đích, sư Giới Đức. Ông này lúc nào, sư này lúc nào cũng dịch dài dòng. Chỉ có câu này thấy ông dịch ngắn gọn thôi, mà có chữ đanh hanh này. Đanh hanh nó nghĩ gì ta? Kẻ nào vọng ngữ sát sanh, trộm của thiên hạ, đanh hanh vợ người. Đanh hanh có lẽ ghê đúng không sư?
dê dễ sòm không, dê sòm dở người phóng sự đanh thanh đanh thanh. Con không biết đâu, vậy thôi con trả máy rồi con có sai xin sư sửa à. Alo, chị Đành Thanh đúng rồi chứ không phải Đành Thanh. Rồi xin cảm ơn, tại sao mà chị Kim đọc hay vậy mà tặng con cành hoa, chắc có lý do. Rồi bây giờ mời chị Tầm An cho biết lý do tại sao tặng một cành hoa, rồi ý kiến sao đối với chị Kim. Xin mời chị Tầm An. Alo. Dạ, tặng ít mới quý. Dạ, con xin trả bài câu kinh số 246, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ai ở đời sát sinh, nói láo không chân thật, ở đời lấy không cho, qua lại với vợ người. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kẻ nào vọng ngữ sát sanh, trộm của thiên hạ đành hanh vợ người. Con thấy có thêm câu nữa là rượu say ma túy dễ vui, là tự đào lỗ chôn vùi thế gian. Cái này con thấy có, con gắn vô thêm. Giờ con trả bài cái câu vô bà namati bà tê ti mus sa pha đằng cha pa sa ti lô kê a din na ma di ya ti ba ra đà rằng cha gắt cha ti yo ba na ma ti ba te ti mu sa pha đằng cha pa sa ti. Ồ, câu này con đọc sai rồi. Yo ba na ma ti ba te ti mu sa pha đằng cha pa sa ti lô kê a din nam mà đi ya ti ba ra đà rằng cha gắt cha ti lô kề a đình nam mà đi ya ti ba ra đà rằng cha gắt cha ti. Dạ con hết. Alo, 123, 123, Sister Man. Sister Man ơi, Musa wa dan cha, Musa wa dan cha. Có khi đọc là Musa, có khi Musa wa dan ha. Ở chỗ này coi như từ từ, làm gì mà ào 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 giống như rừng Trường Sơn vậy hả? Rừng Trường Sơn ào ào lá đổ, cái này mì ăn liền ha. Đi với từ từ chứ sao cho rồi, chữ sau cùng chữ bá ra cũng dừng chút ha. Khi nãy nói đó, đi gia ti bá ra đà, đi gia ti bá ra đà, chứ dừng ấy chứ dừng ở chỗ chữ ra ha. Thì bây giờ chú ý sao, nó là đoạn âm thì chúng ta phải lướt qua. Khi nào hay khơi ta kiếm một cái trường âm nào đó ta dừng lại ha. Sister Man đọc như vậy là rất tiến bộ, nhưng mà coi như đọc hơi nhanh rồi nhiều khi nhìn không kỹ nữa. Trường âm đọc thành đoạn âm. Vô ba na mà vô ba na ma ti ba tê ti mu sa wa đành cha pha sa ti lô kê. Nếu mà chúng ta mệt thì chúng ta dừng nửa chừng ha, nhưng mà dừng ở trường âm lô kê a đình na ma di ya ti pa ra đà ran cha ga cha ti ha. Một cái câu mà chúng ta thấy câu số 2, cuối câu số 2 không có trường âm thì chúng ta đứt hơi, phải tìm một trường âm nào đó dừng lại.
cũng chia ra làm hai, nhưng mà chúng ta dừng lại, ví dụ chúng ta dừng lại chỗ chữ pha, chữ lô, chữ kê ha. Yo ba namati ba te ti mu sa wa dan cha pha sati lo ke adin nama diyati para da ran cha ga cha ti ha, cố gắng ha. Rồi, nhưng mà thấy Sĩ Đà Mang giờ đã tiến bộ lắm rồi. Còn Sĩ Trung Nguyễn, trời ơi xong chịu đưa tay vô rồi, phải năn nỉ ha. Dạ, một lần nữa con kính đỉnh lễ Ngài Chí Đức, con kính chào quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào các cô chú trong đạo tràng. Dạ, con xin phép đọc câu Pháp Cú 246 ạ. Dạ, con cảm ơn cô Kim cho con biết tín hiệu ạ. Yo ba namati ba te ti musa wa dan. Con đọc lại. Yo ba namati ba te ti musa wa dan chas pa sati lo ke adin nama diyati pa ra dan. Con đọc lại đi sao thầy. Yo bằng namati ba te ti musa wa đằng chấp và sati lo ke adimana diyati parada rằng chấp yat chati. Yo ba namati te yo ba namati ba te ti musa wa musa wa đằng chấp phát sát và sa ti lô kê adin nama diyati pa para da chăng cha gác cha tí yo panama ti pa te ti musa wa đằng cha pha sa ti lô kê adin nama diyati para da rằng cha gác cha tí do bà nam ma tí bà tề tí mút sa hòa đằng cha phát sa tí lộ kề adina ma đi ya tí ba ra đà rằng cha ra cha tí. Ai ở đời sát sanh nói láo không chân thật, ở đời lấy không cho, qua lại với vợ người. Dạ, bản dịch của Thích Minh Châu ạ. Con xin phép con đọc lại đi ha, tại vì con thấy cũng có ít người đọc cho nên con xin phép mấy cô ha, cho con đọc lại lần nữa đi. Yo ba namati ba te ti musa wa đằng chấp pha đằng chấp pha sati lo ke adin namati yati patrada rằng cha gác cha tí. Yo ba namati ba te ti musa hoàng đằng hòa đằng chấp phát sát ti lô kề adin nama diyati parada rằng cha gác cha tí. Dạ, con đã đọc xong rồi ạ. Con kính xin gửi mít đến cho Ngài ạ. Dạ, con có sai chỗ nào thì con xin Ngài chỉnh sửa giúp cho con. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Sà thú Sĩ Trung Nguyễn, một sự nhiệt tình, nhưng mà càng đọc thì càng rối, càng đọc càng rối, bởi vì câu này nó dễ mà không phải dễ, nó khổ vậy, thấy dễ chỉ có hai loại trường âm, hoặc là nhiều khi một câu chỉ có một loại trường âm thôi, nhưng mà nói vậy mà không phải vậy. Chúng ta càng cố bao nhiêu quá sức của chúng ta thì khi chúng ta không làm chủ được, cứ từ từ chậm rãi chúng ta nhìn nào là trường âm, cái nào là đoạn âm, cứ chậm chậm chứ đừng có đọc nhanh. Rồi khi mà chúng ta trong tâm trạng của chúng ta có một cái vấn đề
hơi lo lo, cứ bỏ hết, cứ nhìn qua đây và chỉ biết đọc thôi. Nó là trường âm, đoạn âm thôi, còn những cái gì đừng có nghĩ gì tới hết. Cái câu Phật ngôn này nó dễ mà thật sự không dễ tí nào ha. Chậm rãi, đừng có nhanh như Thích Tà Man, đừng có lẹ như Sít Kim, cứ từ từ rồi nó cũng như. Vô bà namati bà tề ti mu sa hòa đành cha phà sa ti lô kề a đình nam mà đi ya ti ba ra đà rành cha gác cha ti. Chậm rãi, còn nếu mà hơi quý vị dài thì đọc nguyên. Yo bà namati bà tề tu mu sa và đành cha phà sa ti lô kề an định nam mà đi cha ti ba ra đà rành cha ga cha ti. Cái này do chúng ta điều tức chậm rãi, chúng ta muốn dừng lại chỗ nào chúng ta dừng, nhưng mà đó phải là trường âm, còn đoạn âm chúng ta không nên dừng. Dừng lại nơi đoạn âm nghe nó kỳ lắm, quý vị cố gắng. Nhưng mà cái câu Phật ngôn 246 khó đọc, mà quý vị đọc vậy là thành công, chứ không phải là cái chê vậy rồi cái quý vị nghĩa là nản. Bởi vì bạn sự khởi đầu nan, mà gian nan đừng có nản. Thì câu Phật ngôn này giọng đọc nói vậy mà khó, nhưng mà bây giờ muốn đọc cho dễ hãy chuyển giọng, đừng có đọc giọng kinh nữa, đọc qua giọng kệ là dễ lắm. Trong cái giọng kệ chẳng qua là cái âm điệu để mình biết cái nội dung của nó, mình tâm đắc ai mà sát sinh nói láo không chân thật, lấy của không cho, qua lại vợ người. Ở đây chỉ nói lên có ba bốn giới thôi nghe, chứ còn cái giới mà uống rượu á, như khi nãy thì Dung Nguyễn hay Sister Man nói á, thì cái đó là những cái câu sau. Ở đây chỉ có hai câu thôi, hai câu của Ngài Giới Đức, tức là nói lên sát sinh, nói láo, rồi lấy của không cho, qua lại vợ người. Ở đây là bốn cái giới trong năm cái giới của ngũ giới. Coi như qua ha. Quý vị chú ý giọng kệ thì chúng ta cứ theo cái âm điệu 44 chia ra câu 8 từ, chia ra là 4. Như vậy thì chúng ta sẽ có một cái nhịp, sẽ có một cái khuôn khổ. Và kệ thì sao cũng được hết đó, không ai chê trách. Còn dòng kinh á, mà đọc sai là bị ăn đòn ha. Đọc sai là xin lỗi phá đám, mà coi như mình đọc không trúng giọng, rồi cái mình vô một cái hội chúng nào đó mình chỏi nó đuổi ra ngoài ha. Cho nên đọc cái dòng kinh là phải trường âm, đoạn âm rõ ràng. Còn dòng kệ thì vô tư ha. Người ta có thể tùy theo cái tông mà người ta cảm thấy rằng cái tâm họ an trú trong câu Phật ngôn này. Mà dòng kệ tức là mình đọc cho mình nghe thôi, chứ không phải đọc để cho người ta vỗ tay, đọc lên để cho người ta tặng hoa. Mà mình đọc mình cảm thấy rằng cái tâm của mình cảm thấy hoan hỷ thỏa thích với câu Phật ngôn này. Nói nhiều không bằng thực hành ha. Bây giờ qua giọng kệ, quý vị chú ý nha, 44 nè. Vô ba nam ma ti ba tê ti mu sa wa đăng cha pha sa ti lô kê a đinh nam ma di ya ti ba ra na ran cha gan cha ti. Vô ba nam ma ti ba tê ti mu sa wa đan cha pha sa ti lô kê a đin na ma di ya ti ba ra da ran cha ran cha ti.
Yo ba nam ma ti ba te ti mu sa wa dan cha pa sa ti lo ke a din nam ma di ya ti ba ra dan ba ra na ran cha gan cha ti. Pháp đọc lại lần nữa. Yo ba nam ma ti ba te ti mu sa wa dan chào pha sa ti lô kê a đinh nam a di ya ti pa ra đa răn chào răn cha ti. Ai ở đời sát sinh nói láo không chân thật, ở đời lấy không cho qua lại với vợ người. Rồi bây giờ xin mời quý vị kể là một hình thức thư giãn cho cái tâm hồn thoải mái, nó nhẹ nhàng. Còn giọng kinh là một cái giọng mà chúng ta hơi căng thẳng. Rồi bây giờ xin mời quý vị thư giãn, chứ không có than dữ ha. Rồi xin mời. Chắc mời mà không thấy bàn tay nào hết trơn hả? Thôi nếu mà lâu quá chắc Sĩ Kim phải lên thôi. Rồi mời Sĩ Dung Nguyễn. Dạ con kính lãnh lễ sư, con kính lãnh lễ quý bà quý cô tu nữ. Dạ con kính chào các cô chú. Dạ thôi thì con xin kể câu pháp cú 246 ạ. Dạ con cảm ơn cô Kim. Dạ cô tôi vẫn đang căng thẳng. Dạ con xin phép ạ. Dạ trước khi con kể thì con xin phép con đọc lại một lần nữa để con rút kinh nghiệm cho con đó ạ. Yo ba na ma ti ba te ti mu sa wa dang cha pha sa ti lo ke a din na ma di ya ti pa ra da rang cha ya cha ti. Yo ba na ma ti ba te ti mu sa wa dang cha pha sa ti lo ke a đình na ma di ya ti pa ra da rằng cha ya cha ti. Dạ yo ba na ma ti ba te ti mu sa wa đăng cha pha sa ti lo ke a đình na ma di ya ti ba ra da rằng cha ya cha ti. Yo ba na ma ti ba te ti mu sa wa dang cha pha sa ti lo ke a di na ma di ya ti ba sa da rang cha ga cha ti. Yo ba na ma ti ba te ti mu sa wa dang cha pha sa ti lo ke a di na ma di sa ti ba sa da rang cha ga cha ti. Ai ở đời sát sanh nói láo không chân thật, ở đời lấy không cho qua lại với vợ người. Dạ bản dịch của Huỳnh Thích Minh Châu. Dạ con cũng đã đọc và kể xong rồi ạ. Dạ con cảm ơn cô Kim, cô Thêm Mẫn đã tặng hoa cho con. Dạ bây giờ con kính mời cô Thêm Mẫn ạ. Dạ con kính gửi mic lại cho đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ alo. Dạ, cho con xin phép đọc lại câu kinh số 246, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ai ở đời sát sinh, nói láo không chân thật, ở đời lấy không cho, qua lại với vợ người. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kẻ nào vọng ngữ sát sanh, trộm của thiên hạ đành hanh vợ người. Dù bà Namati bà Tê Ti Mu Sa và đằng cha Bạch Sati Lô Kề A Đình Na Mà Đi Yati Bà Ra Đà Rằng Cha Gắt Cha Ti.
Yo banamati bate ti musa va đằng cha va sati lo kê adinama diyati parada dằng cha gắt cha ti. Yo banamati bate ti musa va đằng cha va sati lo kê adinama diyati parada dằng cha gắt cha ti. Dạ con hết. Dạ con xin kính chào sư trí đức, các cô tu nữ và quý Phật tử. Trời ơi Dung Nguyễn hả, cô có cái đọc kệ ghê lắm, nhưng mà hai cô á đọc á có nhiều cái, còn nhiều cái lỗi mà chấm lắm, chẳng hạn như cô Dung Nguyễn với cô Đi Men á, ngay chỗ cái câu số 2 đó nó với câu số 3 nó đều là đoạn âm hết, nhưng mà mấy cô lại ngừng chỗ đó. Phải đọc nhanh qua, với lại cái chữ ranh nó chứ không phải là chữ đăng, tại cái chữ n mà có cái dấu ngã đó, cái dấu ngã ở trên đó, cái dấu ngã đó thì nó đọc là giống như nh vậy đó, giống như ranh ranh mảnh đó, mảnh đó, ranh mảnh đanh, ranh mảnh đanh đá chẳng cái n đó, chứ không phải là ng. Hồi đó cô vô cô học cô cũng bị lộn mấy cái chữ đó đó. Với lại mình đọc á, mình bình tĩnh đi, mình run á, cái tới nơi á, cái mình không nhất nhất tâm mình á, cái mình ngừng 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 cái chỗ mà không đáng ngừng á, nhưng mà không sao, đọc riết mình chập mình quen à, đọc riết mình chập chập từ từ nó cũng nhừ, nó cũng quen à, không sao hết á. Chẳng hạn như có nhiều khi cái đọc đọc cái run quá đó, cái đoạn cái trường âm cái bỏ dấu vô, giống như cô dùng câu số 2 đó, phá xa tí ngồi, nhưng mà sao lại cái câu lần thứ hai sau cái đọc lại phá xa tí, cô nghe lại, cô lấy máy cô thâu rồi đó, cái hết cái cô nghe lại thì cô từ từ cái cô sửa lại mấy cái đó thôi. Hồi đó tôi cũng bị vậy à, tiếng Pali đâu có dễ học đâu, nó khó nhớ mà nó phát âm ra nó phải biết liên cái chỗ đường trường âm đoạn âm, nhất là đoạn âm nhiều phải đọc liên tục á, không đọc quen á thì nó hay bị sai lắm. Thôi tôi đọc lại ha. Về kinh á thì tôi sẽ ráng gồng mình lên kệ. Trời ơi trời, thiệt tình. Đọc kệ lại. Không sao, nếu mà tại vì cô bị cô Dung á, cô bị nervous á, nervous là gì? Là hồi hộp đó, hồi hộp cái mình không có tập trung vô là mình hay bị vậy lắm. Nhất là cô Domain 45 á thì cái gì cô cũng làm nhanh nhanh á, nhiều khi làm nhanh á mà cái nào mình quen á thì nó ok, nhưng mà làm nhanh mình không có quen hay bị dấp lắm. Nha. Yeah. Từ từ cháu nó cũng nhừ nha, người ta nói gì đó. Thôi đọc kinh lại nè. Mấy chỗ mà nó đoạn âm cho dù nó câu số 1, câu 2, câu số 3 gì đó thì cũng phải đi luôn hả, mình phải giữ cái âm mình lại á. Nha là yo pa namati pa te ti mu sa wa dan ka pa sati lo ke a din ma di ya ra da ran cha gat cha ti yo pa namati pa te ti mu sa wa dan cha pa sati lo ke a din na ma di ya ti pa ra da ran cha gat cha ti thôi. Cái chỗ pa ra phải đọc nhanh lại, mà nếu mà tôi vừa nghĩ tôi sẽ nói cái đó là tôi bị ngừng chỗ rá liền, thấy không? Yo pa namati pa te ti mu sa wa dan cha pa sa ti lo ke a din na ma di ya ti pa ra da ran cha gat cha ti.
Trời ơi, ở đời ai ở đời sát sanh, nói láo không chân thật, ở đời lấy của không cho, qua đại với vợ người. Mấy cái người này á, phạt hết, bị ngũ giới trong đây là không có giới nào mà chừa hết. Sát sanh là giới thứ nhất, nói láo là giới thứ tư, ở đời không lấy là giới thứ hai, qua lại với vợ người. Trời ơi, giới thứ giới này giới giới tà dâm, giới thứ ba. Để kệ ha, để nhớ coi nãy sư nói làm sao kệ nè. Yo ba nama ti pa te ti mu sa wa dan cha pa sa ti lô kê a đình na ma di ya ti pa ra da ran cha gác cha ti. Đọc như đó là được rồi đó, hết sức rồi đó. Đọc một hồi đó là đi là điếc lỗ tai luôn đó. Thôi bây giờ trả lại đi. Trời ơi, bình vương nó nói trời kìa. Alo, 123, 123, cô Kim này, cô đọc không có nhìn qua lẽ đó. Mà thấy hình như là thuộc rồi sao mà ê a vậy? Hả? Đọc có nhìn qua này đọc chứ. Sao nhìn ở đâu mà thấy đọc nghe, nghe cũng cũng giống như kệ vậy hả? Làm sao cũng được mà, đã gọi là kệ thì sao cũng được đó. Không ai về bình hết. Đã hữu bình phương 1979 là trời làm cho cô Kim giật mình à. Mình theo Phật giáo coi như có thiên chúa này có trời trong này nữa làm sức Kim giật mình bỏ chạy rồi. Bây giờ sẽ Christina có rảnh không à, hay là bận công việc rảnh thì bây giờ đọc cho nghe rồi lên đọc ha. Alo, chị Duyên. Có được rảnh rỗi không? Có thể cầm mic được không? Bây giờ đọc trước nghe ha. Để rồi lên đọc nha. Vô trong đoạn này mà coi như không mời lên thì nó khi dễ ha. Lần sau không làm vô nữa. Chán vậy đó. Vô bà nam mát tí bà tề tí mu sa hòa đành cháu bà sát tí lô kề á đình nam mà đi gia tí phá ra đà rành cha gác cha tí. Đọc chậm à, dễ phân biệt ha. Vô bà nam mát tí bà tề tí mu sa hòa đành cha phà sa tí lô kề á đình na mà đi gia tí phá ra đà rành cha gạt cha tí. Rồi thêm lần thứ ba ha. Vô bà nam mát tí bà tề tí mu sa hòa đành cha phà sa tí lô kề á đình na mà đi gia tí phá ra đà rành cha gạt cha tí. Ai ở đời sát sinh nói láo không chân thật, ở đời lấy không cho, qua lại với vợ người. Mục đích ở đây là chúng tôi chỉ hướng dẫn quý vị đọc cái dòng kinh ha, trường âm đoạn âm, còn giọng kệ là phụ thôi, ai muốn kệ thì cứ lên kệ ha, còn dòng kinh là chủ yếu, bởi vì chúng tôi chỉ chỉnh sửa trong cái dòng kinh, còn dòng kệ thì tùy sao cũng được. Rồi Sister Christina nghe buộc khó quá ngồi im ru ha, dễ là đưa tay lên liền à. Rồi Sister Trung Nguyễn, rồi bận công việc cứ đi làm việc. Rồi như vậy thì quý vị thấy câu Phật ngôn này khó phải không? Sikrishina vô có thấy khó ngồi im liền ha. Bây giờ còn Sikkim, Tittleman tham gia. Bây giờ câu Phật ngôn 246, 247, 248, ba câu Phật ngôn cùng một. Cho nên hôm nay
Chúng ta cứ đi thẳng vào cái nội dung của câu Phật ngôn 246, nói lên cái giới sắc sinh, nói lên cái lưới, cái giới gọi là nói láo, vọng ngữ, nói lên cái giới trộm cắp và nói lên cái giới tà hạnh trong các dục. Tức là câu Phật ngôn này ám chỉ về bốn cái giới trong ngũ giới. Thì cái đề tài rất là rộng, quý vị cứ thoải mái tham gia, có ý kiến thế nào cũng được, bởi vì cái vấn đề tà hạnh trong các dục không chỉ cái vấn đề mà quan hệ nam nữ, mà trong tâm tư của chúng ta nghĩ bậy nó cũng là tà hạnh rồi. Cho nên cái vấn đề này, cái nội dung của cái câu Phật ngôn này rất là rộng. Xin mời Sĩ Kim nè, Sĩ Tầm An nè, rồi quý vị trong đạo tràng có thể nói lên cái cảm tưởng của mình qua câu Phật ngôn này. Bởi vì quý vị biết rằng mỗi câu Phật ngôn Đức Phật hướng về cá nhân một vài vị nào đó, hoặc là cá nhân một người nào đó đã từng tức là Bố Túc Ba La Mật mà khi đã chín mùi rồi. Đức Phật hiểu cái căn cơ, cái duyên của người ta đã tới, cho nên Đức Phật này chỉ nói một câu thế này là người ta chứng ngộ. Còn bây giờ đối với chúng ta không phải là hạng người đó, cho nên chúng ta lấy những câu Phật ngôn này làm kim chỉ nam để chúng ta coi như hướng thượng trên con đường tu tập. Chứ không phải nói rằng cái câu Phật ngôn này là Đức Phật nói một cách đại trà. Không, chỉ có một cá nhân nào đó hữu duyên mà Đức Phật nói lên câu Phật ngôn này, và chúng ta không phải là những người hữu duyên đó, cho nên chúng ta mới bàn cãi như thế này, và chúng ta đọc lại cũng khó khăn. Rồi bây giờ xin mời Sĩ Kim ha, tiếp tục nói lên cái ý kiến của mình về câu Phật ngôn này. Alo, hồi nãy kệ cũng hay quá, bây giờ lên coi như có ý kiến về câu Phật ngôn này đi, rồi chúng tôi còn chạy ra ngoài lo công việc và có thể là đi sớm, đi xuống miền Tây ngày hôm nay. Xin mời Sĩ Kim nha. Dạ, con xin kính chào sư, chúc sư đi miền Tây vui vẻ, quan hỷ, thành công. Sư đi miền, sư đi miền Tây làm gì? Sư đang ở miền gì? Ở Biên Hòa. Biên Hòa là miền Đông. Đi miền Tây, miền Tây có phải đi về hướng Vĩnh Long, Sa Đéc, Cần Thơ phải không sư? Mất tiêu rồi. Dạ, con xin kính chào quý vị ở đây. Có ai muốn lên cầm mic nói chia sẻ không? Muốn thì giơ tay lên nha, đánh chữ lên chứ giơ tay là tôi không có thấy nha. Sư mất công chuyện rồi đó, sư muốn không có cái mic để không á, ai mà cầm mic này dính mũ dính luôn á. Bữa ông Minh Tâm này nè, ổng hay thích nói lắm, tôi nói cho ông nhảy vô, ông muốn nói thì bữa nay không biết ổng đi đâu nữa, sao ông vô nói cho rồi đi. Bây giờ tôi xin nói chia sẻ cái cảm nghĩ của tôi về câu kệ 246 này. Ủa, Bình Phương 79 hả? Muốn lên nói hả? Vậy lên nói đi nha. Rồi.
xin kính sư, sư chí đức sư đi rồi. Các cô tư nữ và quý vị Phật tử vô nói có rồi kêu trời rồi mời lên không lên đi chạy ra luôn nữa. Dạ. Cái câu đâu rồi, cái câu mất tiêu rồi. Vô Panamati. Ok. Tôi xin chia sẻ cái câu này, thì câu này á thì ai ở đời sắc sanh, cái sắc sanh là các sắc sanh này là cái giới thứ nhất, cái giới thứ nhất trong ngũ giới mà dành cho người Phật tử mà thọ đó, ngũ giới quý vị nghe, ngũ giới, giới thứ nhất là giới sắc sanh Panatipata Veramani Pata Padi Da Pata Dipata Veramani Sikka Dam Samadhi Yami đó, tức là sinh giới, cái giới là ai ở đời sắc sanh là nhất